Xin chào quý vị. Quý vị có thấy mỗi tuổi em này đẹp không? Quý vị có muốn làm một bộ tuổi em như này không? Hãy theo dõi video nhé. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có một mẫu tủ bếp Acrylic và Melamine nữa. Và có vẻ như là sự kết hợp này đã không còn quá là mới mẻ với quý vị khán giả của Nội Thất Pro nữa rồi. Nhưng đấy chứng tỏ là rất nhiều người đang ưa chuộng kiểu tủ bếp như thế này, đúng không nào? Mẫu tủ bếp tương tự như thế này mà quý vị có thể tham khảo đó là mẫu tủ bếp của nhà chị Trang ở Walmart City. Mẫu tủ bếp ở đấy cũng tương tự như này, nhưng mà quý vị có thể xem video đấy sau. Còn bây giờ hãy ở lại với tôi để xem tìm hiểu thêm về mẫu tủ bếp này nhé. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhanh thôi. Chúng ta có một mẫu bề mặt tiếng Anh đọc chuẩn là Melamine nhé. Nhưng mà chúng ta cứ gọi là Melamine không sao cả. Đây là một mẫu bề mặt chống xước khá là tốt. Và đây là một sự kết hợp mà tôi đã nói rồi, rất là thông minh. Vì ở trên chúng ta có một mặt là bóng kính, bóng gương của An Cường rất là cao cấp. Còn ở dưới, khi mà chúng ta dùng dao kéo ở dưới này thì nó sẽ chống xước như nếu mà quý vị va một con dao hay là cái chìa khóa vào đây thì thoải mái, không thể xước được đâu. Phần bên này chúng ta có khoang tủ lạnh cộng với cả những cái bề mặt tủ, cánh tủ ở đây. Nhìn trông nó như là một khối ấy. Bởi vì đây là một mẫu tủ không hề sử dụng tay nắm. Tất cả những cái cánh này đều có điểm G như thế này để chúng ta có thể dễ dàng mở ra. Đây là mẫu kiểu tủ bếp mà hiện đại và rất nhiều người đã sử dụng sang cái kiểu thiết kế này rồi. Đây, tất cả các cánh đều là không có tay nắm. Ở phụ kiện chúng ta có đầu tiên là ở khu vực nấu nướng, nấu ăn, chúng ta có một chiếc máy hút mùi của Hatler, và ở dưới là một chiếc bếp từ kết hợp với dưới nữa là lò nướng. Chúng ta có các cánh tủ với piston nâng cánh lung. Rất là nhẹ nhàng, rất là tiện. Bên này một chiếc giá ban nâng hạ, và đây không phải là cánh tủ có tay nâng lung nữa, thì đây là option mà quý vị có thể chọn, đó là hai cái cánh mở ra như thế này. Nhưng mà ở trong này lại là một phụ kiện rất là quen thuộc, giá bát nâng hạ của Aragon inox 304 cùng chắc chắn quý vị chắc là biết rồi. Trong này có một cái chi tiết rất là thú vị để tôi lấy cái máy quay vào đây. Ở đây chúng ta có một máy rửa bát của Bosch được lắp âm tủ, nhưng nó lại được làm cái cánh ở ngoài trông rất là liền mạch với tủ bếp. Để ở đây để quý vị biết rằng nếu mà quý vị muốn lắp đặt như thế này thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta có cả một mặt đá kim sa nữa. Đây là mặt đá mà quý vị có thể thoải mái chặt xương. Vì khách hàng của chúng tôi, chị Vân ở Nguyễn Sơn đã chọn cho mình một chiếc tủ bếp với kính cường lực của Hải Long. Đây là mẫu kính cường lực dày 8 ly. Như quý vị đã biết, chống va đập, chống xước rất là tốt và rất dễ lau chùi. Đây cũng là cái điểm nhìn quan trọng ở trong mẫu tủ bếp, cho nên là các anh chị đã sử dụng cái hệ thống đèn như thế này để chiếu vào nó cho nó có điểm nhìn hơn. Và chung quy lại thì đây là một mẫu tủ bếp rất là hài hòa với cái bề mặt vân gỗ này, trông rất là giống gỗ tự nhiên. Ngoài mẫu tủ bếp này ra thì chúng ta có một vài chi tiết nữa, chúng ta hãy cùng qua đấy xem nhé. Quý vị vừa tham khảo xong một mẫu tủ bếp Acrylic
kết hợp với melamin ở bên dưới. Quý vị thấy bộ tủ bếp này như thế nào? Nếu quý vị muốn đặt hàng một mẫu tủ bếp giống như thế này, hãy liên hệ với chúng tôi Nội Thất Pro tại hai số hotline 0967898688 hoặc 0913346883. Mẫu tủ bếp này sẽ được cập nhật ở trên trang web của chúng tôi, hai trang web mà quý vị có thể lên đấy tham khảo. Cùng với đó là những mẫu tủ bếp mới cập nhật khác nữa. Tìm chúng tôi tại hai trang web nothappro.com và tubethomi.com. Nếu thấy video này hay, mẫu tủ bếp này đẹp, hãy like cho chúng tôi, ấn subscribe để không bỏ lỡ bất cứ mẫu nội thất nào mà Happro chúng tôi đăng lên trên YouTube. Cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.